Nhà văn Vũ Trọng Phụng, sinh 1912, mất 1939, quê ở Hưng Yên. Nhưng ông sinh ra, lớn lên và mất ở Hà Nội. Ông không nổi tiếng bởi truyện ngắn, nhưng chính truyện ngắn lại là một mối duyên đầu đưa ông đến với nghiệp văn. Những truyện ngắn đầu tiên của Vũ Trọng Phụng được viết vào năm 1931, mang ý nghĩa xã hội sâu sắc. Trong đó có truyện Bà Lão Lòa, chuyện lên án lối sống lạnh lùng giữa con người với con người trong cuộc sống. Từ đó đã đẩy những số phận đáng thương vào chỗ chết, cả về thể xác lẫn tinh thần. Sau đây mời quý vị cùng theo dõi nội dung câu chuyện qua giọng đọc Bình Tâm. Bảy mươi sáu tuổi đầu, mỗi bữa tất đều ăn một lương cơm. Bà Lão Lòa ở nhờ một đứa cháu họ, thật đã lắm phen cực nhục. Cháu bà, một bác đánh dậm, với vợ, một chị mò cua bắt ốc. Khốn thay, dưới nách hai đứa con mọn cũng đã lắm phen nhăn nhó vì chẳng đủ ăn. 20 năm về trước, bà Lão Lòa này còn là người có của trong làng. Con trai bà nó chơi, nó phá, nó bán ruộng, cầm nhà, rồi nó bỏ bà, nó đi. Chẳng biết đi đâu, lòng mẹ đối với con tuy có giận mà vẫn có thương. Bà khóc lóc một mình, đến nỗi lòa cả mắt. Trong thời bà còn giàu có, ngoài những việc cúng tiền tô tượng đúc chuông, bà còn năng giúp đỡ kẻ nghèo khó. Trong họ, ngoài làng, nhiều người đã được nhờ bà, mà đến khi gặp bà bước khốn cùng thì chẳng ai thương cả. Cũng vì xưa kia đã nhiều phen ngửa tay nhận lấy đồng tiền cứu giúp của bà, bác đánh dậm đành cắn răng, vuốt bụng, nhắm mắt nuôi cô trong lúc hoạn nạn. Nhưng vốn bị ba nghèo ám ảnh, mới nuôi cô được độ 3 năm. Bác đánh dậm đã thấy nản lòng. Cái cảnh túng bấn nó thường đẩy người ta vào chốn buồn nhơ, nó thường buộc người vào vòng tội lỗi. Đối với bác đánh dậm, ác hơn, nó làm bác quên bỏ cả lương tâm, quên hẳn cái ơn ngày trước. Bác ta chỉ còn biết xót ruột khi bà Lão Lòa lò xò ngồi vào mâm, cướp cơm của vợ, của con nhà bác. Buổi chiều hôm ấy, trước túp lều tranh siêu vẹo, như chỉ còn chờ một trận gió to là đổ ụp xuống. Cái sân đầy những bã mía, lá khô, một mâm cơm bát đàn đũa màu trong đầy đĩa cá rô kho chuối với đĩa cá đen xịt đen xỉ. Cầm trên tay mấy bát cơm ngô vàng ói, bà Lão Lòa, bác gái và hai đứa bé chỉ còn chờ bác trai rửa mặt rồi chân tay, ngồi vào là cùng cầm đũa đàn, rồi vù vù bay lung tung như đánh trận. Hết bầu đầy vào muối, nốt mụn chốc trên đầu thằng cu con lại bay xuống đặt mình vào đĩa cá. Bác trai, người mảnh khảnh, đen như củ súng, trán săn, má hóp, mắt kèm nhèm, mặc cái áo vải vá đã đến 5-10 miếng mụn, đắm khố. Vừa ngồi xổm xuống đất cầm lấy bát cơm, vợ đã vội hỏi: "Bố nó hôm nay kiếm được bao nhiêu tất cả?" "Ấy, tôi chỉ được có 4 xóc cua 2 xu với 1 mẹt tôm riêu 5 xu là 7 đấy thôi. Gạo ăn bữa mai hết rồi." "Hôm nay được thêm mẻ lươn thì ác quá, gặp đứa nào cũng trả rẻ, lang thang khắp chỗ. Mãi đến chiều chẳng thấy ma nào hỏi, lại phải bán tống bán tháo đi. Cả ếch cả cá cũng chỉ được ngót 2 hào. Vợ nhìn chồng thở dài, rồi lại nhìn đến niêu cơm. Thằng cô lớn xới một bát nhường cho em, còn mình thì cầm cái đũa cả gắp những hột còn dính lại. Bà Lão Lòa ăn hết một lưng, tay lẩy bẩy chìa bát ra, toàn xin ít nữa. Chưa kịp nói, bác gái đã quát: "Hết rồi, còn đâu nữa mà chìa mãi bát ra. Đến tôi đây quần quật suốt ngày, đã ốm cả xác mà cũng chỉ được có 3 lưng thôi đấy. Bà không phải làm gì, ngồi nhà ăn ít cũng được." Bà lão giật mình, đớ người ra một lúc, rồi đứng lên đi vào trong nhà. ngồi xuống bậu cửa, lấy cái tăm gài trên mái tóc xuống, xỉa răng. Mặt trời sắp lặn, còn xuyên qua lũy tre làng, tàu lá chuối mà rọi ánh sáng đỏ đó vào gian nhà. Dưới những đám mây thiên hình vạn trạng, màu cá vàng, trăng dọc trăng ngang, phủ kín một bầu trời. Một đàn sếu xếp hàng chữ nhân bay từ Bắc về Nam, vươn cổ kêu oang oác. Trên mấy ngọn tre, gió thổi ngả nghiêng, dăm ba con trèo bẻo tung tăng truyền cành này sang cành khác, còn đua nhau hót như muốn cất giọng chào mặt trời trước khi vào tổ. Bà Lão Lòa ngồi trầm ngâm chống tay lên trán. Nhân hôm ấy chiều trời êm ả, gió thổi hây hây, chim kêu xào xạc, mà một mảnh đời dĩ vãng như một luồng chớp nhoáng trong trí bà lại thể hiện ra. Ngoài cổng, một ông lão ăn mày lụ khụ đến ăn xin. Con vện con vàng đang nằm trong sân bỗng nhảy sổ ra, cắn xa xả. Tiếng một bà ngồi trên sập gỗ bên trong quát thằng nhỏ ra mắng chó, dắt ông lão ăn mày vào thết một lưng cơm. Bác Nhiêu Bê vừa bị nạn hỏa, rủi đâu và lại hậu sản mà chết. Trong gian nhà lụp xụp, thằng cu lớn, cái đĩ con ngồi mã la mã lệnh với thằng cu mới đẻ, cuộn tròn trong cái tã nâu, nằm ngay cùng giường cái xác mẹ nó. Tiếng ba đứa trẻ khóc như si cả đêm hôm trước, bố chúng nó ôm đầu mà khóc. Sáng hôm sau mới bảnh mắt đã thấy đội nón ra đi. Mặt trời lên đến đỉnh đầu rồi mà chưa thấy về, bụng chúng nó đói cào như muối sát. Bỗng thấy ai nói văng vẳng như tiếng bác thiêu, thằng cô lớn quệt nước mắt, lủi thủi bước ra. Quái thay, một bà khách lạ nào miệng bòm bèm nhai trầu, váy rồi áo lụa, xệ nệ trên đôi dép da cong, bước vào nhà ôm lấy thằng cu con mà kêu tội nghiệp. Rồi thấy bà khách cởi hộp bao, lấy ra một cuộn giấy bạc, bao nhiêu đưa hai tay. Bác Nhiều nhận lấy, dòng nước mắt tạ ân. Giữa chợ gần chỗ hàng gà hàng cá, mùi hôi tanh xông lên nhức đầu. Một đám đông xúm quanh một người đàn bà ăn mặc rách rưới, tay ôm đứa bé chừng 4-5 tháng. Thưa bà, cháu chỉ lấy có 5 đồng thôi đấy ạ. Thôi, chả của đâu mà trả đến 5 đồng. Chồng gầy thế kia, biết rồi có sống được không? 3 đồng đấy, bằng lòng đi. Người nọ xô người kia, chen nhau len vào. Có người đứng ngoài không hiểu chuyện, tưởng họ mặc cả gì, có khi là gà. Khi kiễng chân nghển cổ nhìn vào thì mới thấy rõ. Giọng nói phều vào một bà cụ già lụ khụ. Rõ tội nghiệp chưa? Tôi mà có 5 đồng thì tôi trả ngay. Bỗng có một bà ăn mặc lụa là, người trông phúc hậu, len lỏi vào cất tiếng sõng dạc. Này nhà bác kia, làm gì mà đến nỗi phải bán con đi thế? Thưa bà, nhà con phải bệnh, liệt giường liệt chiếu đã hơn nửa tháng nay, không có tiền thuốc thang gì thì chết mất. Con phải bán cháu đi để cứu lấy nhà con. Mất đứa này còn mong đẻ đứa khác chứ, để chồng chết thì rồi tất chết cả mẹ con cháu. Nước mắt chảy xuống dòng dòng, nỗi thương đưa lên nghẹn cổ. Người đàn bà không nói được nữa, gục đầu xuống mặt con mà khóc nức nở. Này, cứ ẵm cháu về, đừng có bán nó đi mà phải tội đấy. 5 đồng đây, tôi xin giúp, hãy cầm về mà liệu thuốc men cho bác trai. Người kia ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn lên, mãi chưa dám tin là thật. Bàng hoàng như đang lúc chiêm bao, giơ tay ra nhận tiền, rồi không biết nói thế nào với vị ân nhân của mình, phục ngay xuống đất mà rưng rức khóc. Đám người tàn mát, có kẻ thì thào. Người đâu mà phúc đức tệ. Ấy đó, đổi lại bao nhiêu điều thiện xưa kia ông trời cay nghiệt, nay đều trả bà bằng 2 con mắt lòa, với một cảnh ăn gửi nằm nhờ, cực kỳ khổ sở. cho rằng kiếp xưa tiền oan nghiệp chướng chi đây, nghĩ thương mình, thương đứa con bất hiếu, thương vợ chồng con cái bác đánh dậm. Bà lão lòa thổn thức, trên hai gò má răn reo, lại thấy mấy giọt nước mắt chảy ròng ròng. Bà lão gục đầu xuống gối tỉ tê, khóc không ra tiếng, chỉ thấy sụt sùi hậm hực, khiến thằng cu con lò dò bò đến với bà, không hiểu ra sao, bỗng cũng khóc thét lên. Bác gái chạy vào bực mình xỉa xói. Này bà đừng có làm sốt ruột. Bà ăn xong bà đã chẳng làm được việc gì thì cứ ngồi yên một chỗ, hãy ẵm cháu giúp tôi. Bà đừng có sụt sùi khóc lóc, đây không ai chết mà bà phải khóc. Giọng nói day dứt mà lanh lảnh như từng nhát búa bổ vào thành sắt vang động bên tai. Bà lão hoảng hốt, trong hai con mắt lòa trợn trạo cầm nước mắt cho khỏi chảy ra. Trông rõ đôi tròng trắng đảo đi đảo lại. Trời làm đói kém thế này, vợ chồng chúng tôi không thể nuôi bà được nữa đâu. Bà phải liệu mà giúp đỡ chúng tôi mới được. Rồi từ mai trở đi, để thằng cháu nó dắt bà ra đầu đê, bà ngả nón dưới bóng cây gạo mà ngồi. Thấy tiếng người chợ búa qua lại thì bà chia giá ra mà xin. Nếu có được mỗi ngày một vài xu cũng là đỡ được cái mồm bà rồi đấy. Đã được nửa tháng nay, sáng nào cũng thấy thằng cu lớn dắt bà ra ngồi đầu đê, rồi chiều đến lại dắt về. Trong bọn những người chợ búa qua lại con đường cái quan, tạt vào đường đê, thấy một bà lão lụ khụ, hổn hển thở, ngẩng đầu chìa nón kêu van. Cũng đôi khi có người vứt cho một vài đồng kẽm. Chẳng may, nếu hôm nào về tay không thì vợ bác đánh dậm, cháu bà lại nghiến răng xỉa xói thậm tệ. Hôm nay chẳng ai thí cho bà đồng nào. Bà có biết thế là bà lại ăn phần cơm của thằng cu lớn đấy không? Từ mai bà liệu mà kêu to lên mới được. Hay tại bà ngồi dưới bóng cây mát mà ngủ thiếp đi. Bà liệu đấy. Bát cơm ngô điểm quả cà thiêu, bà lão lòa trước khi vào mồm đã chan đầy như canh bằng nước mắt. Một ngày kia, trời tháng 3 nắng gay gắt. Bà lão lòa dưới gốc cây gạo, ngồi từ sáng đến quá trưa. Bụng đã đói mềm mà chẳng thấy người khách đi đường nào, vứt cho lên một đồng trinh. Trên cành cây, thỉnh thoảng lộp độp rơi xuống đường đê một vài bông hoa gạo. Mỗi khi quạ cái tha mồi về tổ cho con lại đập cánh sập rè, vươn cổ kêu quạ quạ như gợi một mối thương cho người ngồi dưới gốc. Xa xa trong cánh đồng bát ngát một màu xanh, mấy người làm ruộng nhễ nhại mồ hôi, chẳng ai buồn nói chuyện với ai. Một đàn chim bành khuyên trong bụi rậm kia đang truyền cành này sang cành khác, cũng không con nào kêu hót, kiếm anh một cách rất lặng lẽ. Phong cảnh dường như mệt mỏi, những tiếng vang động đều bị sức nóng mặt trời át mất hẳn đi. Trên con đường cái quan, thỉnh thoảng thấy tiếng một cái xe hơi như một mũi tên bay, vo vo chạy qua rồi biến mất vào trong đám bụi mù sa tít. Bốn bề im lặng như tờ. Hai cánh tay khẳng khiu ôm lấy bụng mà nhăn nhó, cố quật lại với cái đói nó cào xé ruột gan. Bà lão lòa thở hổn ha hổn hển. Chợt có tiếng người dẫm lạo xạo trên đống lá khô đi về phía mình. Bà lão vội chìa ngay nón. Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, cứu cho thân tôi lấy một miếng cơm. Tôi đây, phải ai đâu mà lại với Lục. Bà được đồng nào chưa thì đưa đây cho tôi. Đã được đồng nào đâu, chẳng thấy ai đi qua đây cả. Mẹ nó có dắt tôi về thì dắt. Tôi đói lắm rồi. Bà đói à? Bà đói thì dễ tôi no à? Bà hãy ngồi đấy xem sao. Buổi chợ chiều nay rồi họ về qua đây nhiều. Chốc nữa tôi sẽ bảo thằng cu nó ra nó dắt. Rồi bác ta thoăn thoắt bước đi, cái váy cũn cỡn để lộ hai ống chân trùng trục đen thui. Giỏ cua đeo sau lưng cũng theo nhịp từng bước mà lắc đi lắc lại. Về đến nhà, sung sướng thay đã thấy bác trai ngồi phì phèo thổi lửa làm cơm dưới bếp. Nghĩ thầm, hẳn bố nó hôm nay được mẹ phát tài, bác ta rửa chân tay xong, vào hú hí ngay với con. Bỗng trên trời mây kéo đen nghịt, tối sầm hẳn lại, rồi nổi một cơn giông. Bác đánh dậm, chạy vội ra sân, vơ quần áo đem vào nhà, giục thằng cu lớn mau mau chạy ra để dắt bà về, kẻo mưa to gió lớn. Nghe câu ấy, bác gái ngồi ôm con một góc giường cau mày ngẫm nghĩ. Thật vậy, 3-4 năm nay, bác ta đã nhịn như nhịn cơm sống ấy rồi, quá lắm thì không chịu được. Mặc kệ bà ấy, để bà ấy chết quách đi, cho rảnh mắt. Rồi hiện ra lần lượt trong trí bác những ngày trở trời trái gió, những ngày lửa hạ trang trang, ruộng khô đồng nứt, kiếm chẳng ra tiền, hai đứa bé bò nheo bò nhóc, một niêu cơm ngô chia khắp cả nhà. Bụng mẹ đã chẳng được no, còn lấy đâu ra sữa mà nuôi con. Mà bà lão lòa kia thì ngày kiếm được một vài xu, cũng như ngày không kiếm được đồng nào, chẳng nhịn được bao giờ. Cứ đến bữa là ngồi vào mâm, chia bát ra cho thằng cu sới. Không thể thế được. Bà lão ấy chỉ là một bà cụ, mà lại là cô họ người chồng. Không thể thế được. Bà lão ấy chỉ là một bà cô, mà lại là cô họ một người chồng. Có lẽ nào báo hại mãi nhau? Kìa, thằng cu, ta bảo thế nào? Không bỏ bếp đấy mà ra dắt bà về à? Ông lại đét cho bây giờ. Bỗng bác gái đặt phịch con xuống giường, quặn mình nhăn nhó. Ôi trời đất ơi, ôi trời đất ơi. Chết chửa, làm sao thế? Sao thế hở mẹ nó? Sao mà bụng tôi cứ thấy đau xoắn lại thế này? Ôi trời đất ơi, đau thế này thì chết mất thôi. Chết chửa, kìa thằng cu, ẵm em dỗ đi cho nó nín đi, rồi dậy đấm cho u mày một chốc, để tao đi nướng hòn gạch mà chườm bụng, rõ khổ. Bên ngoài mấy hạt mưa bắt đầu ném vào mái tranh lộp độp, rồi trời đổ cơn xuống rào rào. Dần dần mưa càng to, gió càng mạnh. Mỗi lần một luồng gió thổi trên không, nghe ào ào là một lần nước đổ như trút xuống sân. Trời tối mịt, thấy mẹ đã ngủ được yên, thằng cu bước xuống đất, phòng phanh trong tấm áo vải, tựa ra cửa đứng nhìn. Tiếng sấm động ù ù, mỗi khi chớp nhoáng, nó lại nom rõ thấy giữa những vũng bong bóng phập phồng, những dây nước dòng dòng từ mái tranh rỏ xuống. Rồi thỉnh thoảng lại đánh đoành một cái, những tiếng sét vang trời đánh nhịp, hòa theo với tiếng mưa rả rích, tiếng sấm nổi sôi, hộc hạc. Chợt nghĩ đến bà nó ở ngoài đầu đê, không biết ra sao. Quay lại nhìn thì bố nó vẫn lúi húi dọn cơm, nét mặt thản nhiên như không. Thằng cu phụng phịu, nét mặt hỏi gắt. Kìa thầy, thế bà ngoài đầu đê. Nó chưa nói hết câu, bố nó đã như bị một luồng điện giật nảy người ra, mắt tròn xoe. Mãi mới nói được. Chết chửa, biết làm thế nào bây giờ? U mày đau bụng kêu rú rít lên, làm tao cũng quên bẵng đi mất. Thế thì chắc bà chết rét mất rồi còn gì nữa. Nghĩ đến cái chết của bà lão lòa ở ngoài đầu đê, tình cháu đối với cô, bác đánh dậm dùng mình, rợn tóc gáy. Nhưng bác tự dối lương tâm, bác đáp lại con. Ôi dạ, chả việc gì phải sợ. Dễ bà lại không biết lần mò đến một cái quán nào đấy mà ẩn hay sao? Rồi bác gọi vợ con dậy ăn cơm. Bữa ấy bác gái tuy kêu đau bụng mà cũng cố ăn được đến 4-5 lưng. Mặc dầu hai đứa bé không thấy bà nó đâu, thường nhắc đi nhắc lại. Trời vẫn mưa, lúc to lúc nhỏ, rả rích suốt đêm. Sáng hôm sau, ánh sáng mặt trời xé những đám mây bay tan tác, chiếu xuống, trông lại càng tươi càng đẹp. Trên mặt đường đê, nước đóng từng vũng, những người đàn bà gồng gánh ra chợ phải sắn váy vén quần, lội bì bõm. Hễ ai hơi trượt chân muốn ngã là cả bọn lại khúc khích cười. Những đám cỏ bấy lâu phơi nắng xám cả màu sau một trận mưa rào đã trông thấy ngay cái vẻ tươi tốt. Trên mấy cây bàng, một đàn chim sâu, con ngựa cổ uống nước, con đập cánh rũ lông, kêu hót vang tai. Vệ đường loáng thoáng thấy cành cây rơi rải rác. Phong cảnh trông có vẻ khoan khoái. Cái khoan khoái của phong cảnh sau trận mưa rào cũng như khoan khoái của người sau khi tắm gội. Bác đánh dậm hôm ấy dậy rất sớm, đóng khố cài rổ, bác vợt ra đi. Mòn mèn ở dưới chân đê, lội lõm bõm qua mấy vũng bùn lầy xa xa, phía dưới cây gạo, chỗ bà lão Lòa vẫn ngồi. Bác thấy giữa ruộng, trong một đám mạ xanh tươi tốt, một đàn quạ, con bay con liệng kêu xào xạc rồi đậu xúm xít vào một chỗ. Bỗng tưởng hẳn là một tổ rắn tri đây. Bác ta vác ngay một vợt tre lên mặt rồi phăm phăm chạy lại. Đàn quạ vùng bay lên rồi tản mác đi. Chao ôi! Bước vừa đến nơi thì bỗng bác ta rú lên một tiếng, trợn mắt rít răng mà ngã phục xuống cạnh một cái xác. Cái xác một người đã bị quả mổ nát nhừ. Xác bà lão Lòa bị gió thổi xuống rượu. Chao ôi! Bác vừa đến nơi thì bỗng rú lên một tiếng, trợn mắt rít răng mà ngã phục xuống cạnh một cái xác. Cái xác một người đã bị quạ mổ nát nhừ. Xác bà lão Lòa bị gió thổi xuống ruộng đêm hôm trước. Quý vị và các bạn vừa nghe truyện ngắn Bà Lão Lòa của nhà văn Vũ Trọng Phụng. Quý vị và các bạn yêu thích truyện, xin truy cập vào kênh YouTube Thư viện Sách Nói Thành phố Bắc Giang. Thân ái tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại.